phim ngắn The Confession, Xưng Tội, phim cho năm thánh lòng thương xót. Xin Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn chị để chị xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành. Con đã xưng tội được 2 tháng, thưa cha. Được rồi. Thưa cha, con có ghét bà Tám gần nhà con. Sao vậy? Bà ấy đã làm gì tổn hại tới chị à? Dạ không phải, thưa cha. Bà ấy chọc giận con. Chọc giận làm sao? Chồng mụ ta chỉ là một cương chức quèn, thế nhưng mụ trưng diện của nó đắt tiền và tiêu xài xa xỉ. Mụ cư xử cứ như là một quý bà giàu có vậy. Mụ nghĩ mụ là đẹp nhất và xem thường người khác. Nhìn thấy mụ thôi là con chịu không nổi rồi. Này chị ơi, ngồi lê đôi mách là không tốt đâu đấy. Ngồi lê đôi mách á? Nhưng đó là sự thật mà. Nếu cha không tin con, cha cứ đi mà hỏi những người xung quanh. Cha cứ đi mà hỏi những người xung quanh. Xưng tội. Xin Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn ông để ông xưng thú tội lỗi với lòng thống hối chân thành. Ông có thể bắt đầu xưng tội. Người anh em, nếu đã dọn mình rồi thì hãy cứ mạnh dạn xưng tội. Có thật là Chúa sẽ tha tội cho tôi không, thưa cha? Dĩ nhiên là như thế. Chúa đến là để cứu chúng ta bằng cách tha thứ tội lỗi cho chúng ta mà. Ngay cả khi tôi phạm một trọng tội ư? Đúng vậy. Nếu chúng ta biết thực lòng ăn năn sám hối, ngay cả tội giết người ư? Ông nói ông giết người. Vâng, tôi đã vô ý giết người cách nay nhiều năm. Ông đã trình báo với cảnh sát chưa? Không, thưa cha. Thay vì trình diện với cảnh sát, tôi đã bỏ trốn. Vậy là ông chưa hề phải trả lẽ cho tội ác của ông? Dạ, dù đã trốn chui trốn lủi 20 năm nay vì sợ tù tội, nhưng thực ra tâm hồn con đã bị cùm nhốt trong chính nhà tù là lương tâm của con từ 20 năm qua. Điều gì đã khiến ông quyết định xưng thú tội lỗi của mình sau ngần ấy năm ròng? Thưa cha, con sắp chết. Con bị ung thư ruột kết giai đoạn cuối. Vì thế con muốn xin ơn tha thứ của Chúa và của gia đình những người bị hại trước khi chết. Tôi vui mừng vì ông đã có quyết định đúng đắn. Nhưng để được cứu độ nhờ được ơn tha thứ, việc không chỉ đơn giản là đi xưng tội trước khi chết. Công lý phải được thực thi dựa theo pháp luật hiện hành và căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của tội lỗi chúng ta. Tôi tin là ông biết điều này.
Thưa cha, con biết rất rõ. Thực ra thời gian điều tra của vụ án đã kết thúc rồi, đã quá rồi, đã quá hạn rồi. Nhưng sau khi xưng tội, con sẽ ra đầu thú. Con cũng sẽ tìm tới gia đình người bị hại để xin họ tha thứ cho con. Con sẽ tự thú hết những gì con đã làm. Con sẽ làm tất cả. Chỉ có như thế con mới có thể bình an mà chết được. Ông có thể cho tôi biết chi tiết sự việc được không? Đó là một tai nạn xe hơi, thưa cha. Xảy ra 20 năm về trước. Lúc đó, con đang trên đường từ Gây Giang Đông về nhà sau khi đã làm vài ly với đám bạn trong tiệc sinh nhật. Ông nói 20 năm trước ở Gây Giang Đông. Ngày 20 tháng 11 năm 1995, thưa cha. Ông bảo là vụ tông xe rồi bỏ trốn. Vâng, chính là con đây. Cha, cha ơi, dậy đi cha ơi. Làm sao con có thể quên được hôm đó cơ chứ? Nó ám ảnh con hàng ngày. Nó như hỏa ngục vậy. Lúc đó là nửa đêm và chẳng có ai ngoài đường cả. Con say xỉn và đang cố về nhà cho nhanh. Bất ngờ con thấy một người đàn ông trước mũi xe của mình. Thì ra con đang chạy xe lộn đường. Con đang phóng xe trên vỉa hè. Con đạp thắng gấp. Nhưng tất cả đã quá trễ. Con kinh hãi và thậm chí không dám mở mắt để xem đó là thực hay là mơ nữa. Lúc mở mắt, con thấy một đứa bé chạy tới bên cạnh người đàn ông và gọi: cha ơi. Nó nhìn con và van xin: cha cháu là người tốt, xin hãy cứu cha cháu, xin hãy mang cha cháu vào bệnh viện. Ồ, làm sao cha lại biết? Cha, xin mang cha cháu đến vào bệnh viện, cha cháu là người tốt. Ít ta cũng phải đưa ông ấy đến bệnh viện chứ. Ông đâu có biết ông ấy còn sống hay đã chết. Tại sao ông cháu cắm đầu bỏ chạy? Con thật đáng chết mà. Thưa cha, con thật đáng chết mà. Như thế này mà ông đến nhà thờ có một mình ư? Con trai con đưa con đến đây, chút nữa nó quay lại đón con về. Đừng nói gì nữa. Ông nghỉ ngơi đi.
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Lạy Cha, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Cha ơi, Cha đừng chết. Cha đứng dậy đi mà. Đứng dậy đi mà. Cha ơi, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Cha ơi, con không thể sống thiếu Cha được. Cha ơi, đứng dậy đi Cha ơi. Như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Như chúng con. Như chúng con. Như chúng con. Cũng tha cho kẻ có nợ chúng con. Như chúng con tha cho họ. Xin cũng tha tội lỗi chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi thật lòng tha thứ cho chú. Không, không. Con là kẻ tội lỗi. Con không đáng được Cha tha thứ. Chú ngồi lên ghế đi. Chú đừng buồn nữa. Thực ra cha của cháu đã không mất trong tai nạn xe hơi đó. Gì cơ? Cha nói gì? Cha cháu bị thương nặng nhưng đã được điều trị tại bệnh viện và phục hồi rất nhanh. Cha cháu không mất trong tai nạn đó. Ôi, cảm ơn Chúa. Tôi ơn Cha. Con đã sống như một tên sát nhân trong 20 năm trường. Từ giờ thế là con đã có thể ra đi bình an rồi. Chú
Chú ơi, chú không cần phải cảm thấy dằn vặt nữa nhé. Bởi vì Chúa đã xin được tha thứ và Chúa đã tha thứ hết tội vạ cho chú rồi. Giờ là lúc chú cần tha thứ cho chính bản thân mình. Hãy thanh thản sống, sống hạnh phúc và có ích nha chú. Cảm ơn cha. Tôi muốn đến thăm cha của cháu để bồi hoàn tất cả những thiệt thòi. Hãy cho chú được ghé thăm cha của cháu. Cha cháu đã mất được 3 năm rồi. Lần tới khi ra thăm ông, cháu sẽ chuyển lời rằng chú muốn xin cha cháu tha thứ. Còn chuyện bồi thường thì chú hãy thay cháu chăm sóc cho các em mồ côi và người đau yếu nha. Đấy là việc đền tội cháu ra cho chú. Tôi tha tội cho anh nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Chú gửi lời xin lỗi cha. Con xin lỗi vì đã nói dối chú ấy. Linh mục mà lại đi nói dối thì phải phạt nặng hơn, đúng không cha? Con chỉ muốn giúp một tâm hồn khốn khổ được ra đi trong an bình mà thôi. Đừng có mà giận con đấy nhé. Thuyết minh nhóm phiên dịch Mai Khôi. Cầu chúc ân sủng của Thiên Chúa luôn ở cùng quý vị. Amen.